Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo thị xã Điện Bàn. Với tổng diện tích 7,6 ha, quy mô dự án là 220 triệu lít một năm, công suất hoạt động hiện tại là 110 triệu lít một năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam là một trong những công ty thành viên trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam và là một trong những nhà máy bia có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung, hiện đang sản xuất nhãn hàng bia Larue trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự đóng góp ngân sách của đơn vị cho địa phương với tổng mức thuế hàng năm chiếm từ 57 đến 66% tổng thu ngân sách nhà nước của khối FDI thuộc tỉnh Quảng Nam. Đơn vị cũng luôn nỗ lực bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Hiện bia Larue được sản xuất trong một nhà máy xanh, sạch, công nghệ hiện đại. 100% nước thải của nhà máy đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định của khu công nghiệp trước khi trả về môi trường và bia được nấu từ 100% nhiệt năng tái tạo. Cũng trong dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam đã giới thiệu các dòng sản phẩm, trong đó có sản phẩm mới đó là bia Larue Smooth, một dòng bia mới được Heineken Việt Nam nghiên cứu dành riêng cho thị trường khu vực miền Trung.